kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, đến chiều tối mai có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 30 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày mai 15 tháng 12, ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở khu vực này đã đạt đỉnh năm và tiếp tục xuống chậm. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 0,91m, tại trạm Tân Hưng là 1,49m, riêng trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,59m, ở trạm Hưng Điền B là 1,58m và 1,35m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Trong khi đó, ở khu vực phía nam, mực nước xuống theo triều, trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ và 1 giờ đến 3 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, dự báo mực nước ngày mai là 1,33m và 1,29m là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 1 đến 3 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh di chuyển ra phía Đông và suy yếu thêm. Gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông của Nam Bộ. Phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo giắt qua 4 đến 7 độ Vĩ Bắc đối với cơn bão Rai trên vùng biển phía Đông Nam Philippines. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lớn tay hoạt động mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, ngày mai trời nắng ráo, đến chiều tối và đêm mai sẽ có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 20 đến 22 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Tương tự như miền Đông, ngày mai ở miền Tây Nam Bộ, trời nắng ráo nhưng đến chiều tối và đêm mai cũng sẽ xuất hiện mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 24 độ và cao nhất là từ 30 đến 32 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.